Vụ lật xe tải chở dưa ở Phú Yên cướp đi sinh mệnh của 4 người, hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, tang tóc và đau thương, chẳng thể nói hết thành lời. Đau và bất lực như khoảnh khắc này, người cha cả đời tần tảo và giọt nước mắt của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhân Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có 2 người chết, 1 người trọng thương trong vụ tai nạn giao thông lật xe tải chở dưa hấu tại Phú Yên. Chiều qua, khi chiếc xe cứu thương chở thi thể anh Nguyễn Giang L, 40 tuổi chạy vào con hẻm, người thân hàng xóm đều chẳng thể cầm được nước mắt. Thấy con mình trở về nhưng nằm bất động trên chiếc băng ca, ông Nguyễn Giang Tị, 69 tuổi gục ngã, hai tay ôm lấy đầu mình rồi đổ gục xuống đất. Người dân xung quanh cho biết gia đình anh L thuộc diện khó khăn nhất nhì thôn này. Con chị Đinh Thị Thu Hiền ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đến giờ vẫn chưa thể tin tai nạn ập xuống. Chị ôm đầu ngã quỵ khi hay tin chồng mình là anh Hoàng Ngọc A, tài xế xe tải chở dưa. Hai vợ chồng có một con gái 4 tuổi, trước kia anh chạy xe thuê. Hơn 1 năm trước, vợ chồng bàn bạc vay ngân hàng mua được chiếc xe tải chở hàng. Hàng ngày chị làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Cách đây 3 ngày, anh A từ Quảng Bình chở khoai mì vô Bình Định, rồi lên Gia Lai chở dưa hấu ra Hà Nội. Nhưng mới đi đến đoạn đường Phú Yên thì gặp nạn. Chị Hiền khóc nấc, nhớ lại cái ngày định mệnh. Tối đó anh gọi về dặn dò đủ thứ. Anh nói phải 3-4 hôm nữa anh mới về tới nhà. Giờ thì anh về sớm hơn, nhưng mà đau lắm. Còn với những người may mắn sống sót sau tai nạn như anh Nguyễn Long Giang, tài phụ trên xe, khoảnh khắc phương tiện lao vào vách núi là một sự lựa chọn, đúng hơn là một sự hy sinh để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Sáng nay, khi tỉnh táo trở lại sau vụ tai nạn khiến 9 người thương vong trên địa bàn Phú Yên, anh Nguyễn Long Giang, 33 tuổi, ở tỉnh Quảng Bình, tài phụ xe vẫn chưa hết quảng hồn. Anh nhớ lại khoảng 1 giờ tràng sáng qua, anh cùng tài xế Hoàng Ngọc A điều khiển xe biển kiểm soát 73H00942 lên huyện Sơn Hòa để nhận chở dưa thuê cho một người ở Quảng Ngãi. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi gần đầy xe dưa, phương tiện rời khỏi khu ruộng. Lúc này trên xe chỉ có anh Giang, tài xế và một người em gái của chủ hàng. Tuy nhiên sau đó nhiều người bốc dưa thuê xin được đi cùng để xuống quốc lộ 1 đón xe về Bình Định. Khi đến tỉnh lộ 643 đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, vừa xuống dốc, anh nghe tiếng tài xế la to, xe mất thắng. Lúc này mọi người giật mình thức dậy thì thấy phương tiện lao xuống dốc với tốc độ nhanh dần. Anh Giang kể, do đoạn đường này quanh co nên anh Ngọc A cố gắng điều khiển xe theo ý mình, tránh được hai vách núi phía trên. Tài xế tiếp tục cho xe tông vào vách núi với hy vọng tìm được đường lánh nạn. Phía bên kia là vực sâu, nếu lao xuống thì con số thương vong chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn.